Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác cùng tất cả quý vị khán đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Và trong video clip của buổi sáng ngày 12 tháng 1 năm 2023 thì cơ sở đồ gỗ nội thất Hữu Huân xin trân trọng được bàn giao cho bác Tình ở Tiên Du, Bắc Linh một bộ sản phẩm, đó là bộ bàn ghế Âu Á te vòi đặc các bác nhé. Thì sau đây em xin mời tất cả các bác cùng tất cả quý vị khách hàng đi sâu hơn về phòng khách của nhà bác Tình để chiêm ngưỡng cái bộ bàn ghế của bác Tình các bác nhé. Đấy. Thì bộ bàn ghế của bác Tình thì đặt thì bao gồm có 6 món các bác nhé, gồm một chiếc đàn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn, một chiếc đơn kẹp bàn và một chiếc đơn con. Và hàng bộ bàn ghế te là te vôi đặc, hàng thuộc hàng te vôi đặc vách trơn các bác nhá. Thì về phần đầu tiên là về phần chiếc đàn dài, chiếc đàn dài này thì bên em thiết kế dài là 25 mm, sâu là 70 và cao là 1m22. Về độ dày dặn thì như sau, ván mặt này thì làm nguyên một tấm và dày là 2 phân các bác nhá, nguyên một tấm và dày 2 phân. Vân gỗ chọn lọc đều là vân gỗ tự nhiên, chọn lọc kỹ càng. Khuôn là khuôn 4 là các bác nhá, khuôn 4 ván 2. Khuôn 4 ván 2. Bản yếm thì cũng dày 4. Đấy. Và dưới đường phần khuôn tranh sẽ là được đường một đường cổ chỉ được đục rích rắc chạy xung quanh các bác nhá. Đấy. Và bản chân của nó bản chân 12 các bác nhá. Bản chân 12. Và bản te thì là bản te vôi đặc các bác nhá. Bản te vôi đặc liên nguyên khối các bác nhá. Bản te vôi đặc nguyên khối cũng là bản te 12. Và cột thì cũng là cột 12, cột liền móng các bác nhá. Cột liền móng và dày là 8 phân. Đấy, dày 8 phân. Vách thì là vách bác yêu cầu để trơn các bác nhá. Vách là bác yêu cầu để trơn các bác nhá. Và trương thì cũng là để trơn hết. Đấy, bản trương thì liền khối dày 10 phân. Trương voi thì khối dày 10 phân. Đấy, vách những đường nét vách để trơn thì những đường nét vân nó sẽ nổi lên. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Kê vào thì nhìn khách nhìn vào thì rất là sang trọng và đẳng cấp và quý phái từ với gia chủ. Đấy, nhìn những đường nét rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo về phần hai chiếc ghế đồng kích thước dài 93, cao là 1m22 và sâu là 70. Đấy, ván mặt các bạn thì nhìn thấy vân gỗ cực kỳ đẹp luôn, đều là vân gỗ tự nhiên hết các bạn nhé. Đấy, và phần vách cũng vậy, những đường nét vân loang rất là đẹp luôn. Còn hoàn thiện thì hoàn thiện sơn bêu cao cấp các bác nhé. Hoàn thiện sơn bêu cao cấp. Và đây là phần mặt sau của hai chiếc ghế các bác nhé. Đấy, hoàn thiện đẹp như phần mặt trước luôn. Đấy. Và 100% được chọn lọc bởi gỗ hương đá 100% các bác nhé. Không pha tạp. Còn về phần bàn thì có kích thước là 81 x 1m57 các bác nhé. 81 x 1m57. Ván mặt bàn thì đục ở đục thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Đục ở đục thuận buồm xuôi gió. Và về phần lưng kéo thì như sau, được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đấy. Còn về phần trước đôn kẹt thì có kích thước là 45 x 81. Đấy. Còn về phần trước đôn con thì có kích thước là 45 x 45. Đấy. Đó là tổng quan bộ bàn ghế của bác Tình ở Tiên Du, Bắc Linh. Thì các bác nào cũng như quý chị nào mà đang quan tâm đến mẫu Âu Á te vôi đặc vách trơn này thì có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline 0988 685 625, hoặc là các bác có thể liên hệ qua Zalo để được bên em tư vấn. Bên em sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bác tới tất cả mẫu sản phẩm các bác đang quan tâm, các bác đang yêu thích của bên cơ sở em. Video của Phương xin tạm dừng tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của bên cơ sở em. Giờ thì xin chào lại các video tiếp theo.